Mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của Phạm Liễu. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đồng hành trong những giai điệu Sufadan trẻ trung và năng động. Và bài hôm nay theo như yêu cầu của mọi người thì em sẽ hướng dẫn mọi người một bài nhảy với những động tác khá là đơn giản. Nhưng khi một tổ hợp động tác này được hoàn thành thì nó sẽ tạo nên một bài nhảy rất là vui mắt, rất là trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Và hôm nay chúng ta sẽ nhảy trên nền nhạc, đó là bài Nụ Hồng Mong Manh. Ok, và bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Và để thực hiện bài nhảy như chúng ta vừa mới thấy đây thì em sẽ chia bài nhảy này ra làm 3 tổ hợp động tác. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tổ hợp động tác đầu tiên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lại lần nữa nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta làm lại nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ở trong tổ hợp động tác thứ nhất này chỉ có một lưu ý nhỏ, đấy là khi chúng ta đếm đến nhịp đếm thứ 3, 1 này, 2 này, 3 thì chúng ta sẽ quay sang một góc với chiều khoảng 45 độ, hướng người sang chách sang bên trái. Và tiếp tục 4, 5, 6, 7 và 8. Chỉ chách sang như vậy thôi, còn nhưng mà đến nhịp đếm bên này thì nó cũng như vậy. Thực hiện động tác easy, nhịp đếm nó hơi khác một chút thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tổ hợp động tác thứ hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Chúng ta làm lại lần nữa nhé. 1, bước lên trên này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 8 chúng ta sẽ về ở trong vị trí như vậy nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, lại lần nữa nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Mọi người xem đoạn video quay chậm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tổ hợp động tác thứ 3, cũng là tổ hợp động tác cuối cùng trong bài nhảy của ngày hôm nay. Chúng ta đang ở trong tư thế như này, là nhịp đếm thứ 8. Và chúng ta đếm tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Và chúng ta sẽ trở lại như ban đầu. Đấy là 1, 2, 4 lại đếm lại từ đầu. Và chúng ta sẽ nhảy lại từ đầu cho mọi người. Chúng ta đang ở trong vị trí như vậy, là nhịp đếm thứ 8 sau khi kết thúc tổ hợp động tác thứ 2. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với tổ hợp động tác thứ 3. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc. Lại nhé mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta đưa chân về. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Chúng ta sẽ cùng nhau tập chay và tập theo nhịp đếm nha mọi người. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu từ chân bên trái và theo hướng bên trái trước tiên. Em sẽ quay như vậy để cho mọi người dễ dàng luyện tập theo nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài nhảy của ngày hôm nay. Mọi người thấy sao về bài nhảy này ạ? Mọi người hãy comment xuống dưới cảm nhận của mình về bài nhảy này để cho em được biết nhé. Và nếu như mọi người có thắc mắc, có khó khăn gì trong việc luyện tập cái bài nhảy này thì cũng hãy comment xuống dưới để em có thể giúp mọi người giải quyết những vấn đề đó. Nếu như mọi người thấy video của em hay và hữu ích thì mọi người hãy đăng ký kênh, đồng thời chia sẻ video để lan tỏa những năng lượng tích cực cho mọi người. Và tất cả những comment, những đăng ký kênh, những lượt đăng ký, những lượt chia sẻ của mọi người chính là một nguồn động viên rất lớn cho em để ngày em càng làm ra những cái video nó chất lượng hơn nữa. Rất mong là mọi người hãy cổ vũ cho em bằng những cái đăng ký kênh, những cái chia sẻ, những cái comment ủng hộ cho kênh của em cũng như ủng hộ tinh thần cho em để em sẽ ra những video ngày càng chất lượng hơn. Ok, và việc cuối cùng là em sẽ xin gửi đến mọi người một lời chào cũng như là một lời chúc. Chúc cho mọi người luôn luôn nhiều sức khỏe và nhanh chóng sở hữu những bước nhảy ngày càng điêu luyện hơn. Ok, video của em kết thúc tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.